đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1.000 subscribe nhé. Dương Tử đăng Weibo ủng hộ cho bộ phim Bát Bách. Ban đầu nữ diễn viên ghi là văn án, bộ phim hay thì sẽ khiến khán giả đồng cảm sâu sắc, cảm động, điện ảnh Trung Quốc cố lên. Sau đó nữ diễn viên thấy hai từ văn án có vẻ không thích hợp lắm nên đã xóa đi. Sự việc cũng đang ở No One Hot Search. Văn án ở đây có thể hiểu là tuyên truyền, quảng cáo, PR, hai chữ này cũng có nghĩa là copy. Ngày 30 tháng 8, blogger đưa tin đại fan của Khổng Tuyết Nhi cùng một số fan khác lập siêu thoại, photoshop hack Lưu Vũ Hân, thậm chí còn chú ẻo, nhục mạ gia đình của Lưu Vũ Hân. Bên cạnh đó có không ít những hình ảnh máu me được cho là của fan Lưu Vũ Hân. Sau đó fan Lưu Vũ Hân vào giải thích fan Khổng Tuyết Nhi đã nhiều lần tạo siêu thoại nhục mạ Lưu Vũ Hân, ảnh máu me cũng là của fan Khổng Tuyết Nhi. Hiện tại từ khóa fan Khổng Tuyết Nhi đã lên No 17 Hot Search Weibo, fan Khổng Tuyết Nhi giải thích người lập siêu thoại đã viết thư xin lỗi, người này còn nhỏ, đồng thời hy vọng mọi người theo đuổi idol tích cực. Hôm nay, hình ảnh của Trần Phi Vũ và Trần Giao trên phim Hạo Y Hành được tung ra, điều này đã khiến một số bộ phận fan phim rất tức giận vì họ cho rằng Trần Giao được tăng thêm đất diễn, đoạt phần diễn của Sở Vãn Ninh. Họ không chấp nhận được bộ phim có hai tuyến tình cảm nam nam và nam nữ, nên đã kéo nhau vào tận Weibo đoàn phim Hạo Y Hành không tiếc lời lăng mạ chửi rủa Trần Giao. Sau khi bộ phim Đam Mỹ mà Tỉnh Bách Nhiên đóng chính vừa khai máy thì phốt đồng tính cũ của anh ấy bị đối thủ bới ra, Tỉnh Bách Nhiên hiện tại rất hoang mang, chi rất nhiều tiền để gỡ bài viết. Để có được chiều cao tương xứng khi đóng phim cùng với Trần Phi Vũ, La Vân Hy phải đi đôi giày độn cao 10cm theo chiều cao được công khai của hai nam diễn viên, La Vân Hy cao 1m77 còn Trần Phi Vũ cao 1m88. Hiện giờ, Dịch Dương Thiên thì quyết tâm đi theo con đường điện ảnh, cậu ấy đang gặp chút rắc rối về giấc ngủ nên phải dùng đến thuốc an thần. Ngoài đời, cậu ấy khá ít nói, hiện tại vẫn độc thân. Trước đây quan hệ riêng tư của Hồ Nhất Thiên và Lý Hiện rất tốt, nhưng gần đây đoàn đội Hồ Nhất Thiên trực tiếp xé tài nguyên của Lý Hiện khiến quan hệ hai bên rơi vào căng thẳng, hiện tại còn đào phốt lên diss lẫn nhau. Tiêu Chiến đã hoàn toàn quay lại làm việc, sắp tới, đoàn đội của cậu ấy sẽ liên tục mua hot search để PR những chủ đề như, hiện giờ Tiêu Chiến đang tập trung quay phim, những sự kiện trước đây không hề ảnh hưởng đến cậu ấy, bộ tiếp theo của cậu ấy cũng đang trong quá trình đàm phán, là một bộ hiện đại, hợp tác cùng cậu ấy là Lý Thạnh, một nữ diễn viên không hot lắm. Nữ chính thượng thực ban đầu là Bạch Lộc, nhưng lịch trình của Bạch Lộc quá kín, không nhận được bộ phim này, nữ chính cuối cùng đưa cho Ngô Khẩn Ngôn, khu chính còn cố ý tìm Hứa Khải để đóng nam chính, hiện tại rất nhiều kịch bản bên ngoài tìm Hứa Khải, cậu ấy cũng rất kháng cự việc nhận phim của công ty mình, không muốn tiếp tục nhắc kiệu cho Tiểu Hoa cùng công ty, khu chính cũng đang bắt đầu nâng nam nghệ sĩ mới dưới trướng để thay thế cậu ấy. Mặc dù bị bắt gặp rất nhiều lần bên nhau nhưng Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến vẫn không công khai, trước đây Trương Vũ Kiếm ký hợp đồng với công ty không thể công khai yêu đương nếu không sẽ bị phạt tiền, vì thế về phương diện này Trương Vũ Kiếm rất e sợ. Quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na rất tốt, hai người khá hợp tính nên thường xuyên đi chơi cùng nhau. Lúc chưa kết hôn và sinh con, Triệu Lệ Dĩnh hay tới nhà Tạ Na để chơi cùng hai con gái của cô ấy. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh kết hôn, hai người lại càng có nhiều đề tài để trò chuyện. Hơn nữa, tài nguyên của hai người họ không bao giờ va chạm nhau. Những mối quan hệ kiểu này trong giới giải trí đa phần sẽ rất ổn định. Về chuyện fan hâm mộ nam nữ chính lưu ly xé nhau, trước đó bộ phim này vốn là kịch bản đại nữ chủ, phần diễn cũng lấy nữ chính làm chủ, nhưng công ty rất nâng nam chính, cắt giảm cải biên để tăng đất diễn cho nam chính, thiết lập tính cách cho nam chính cũng rất đặc sắc. Trước đó hai người sao tác hút rất nhiều fan couple người thật và fan phim, chiếm được nhiều lợi ích nhất từ fan couple là nam chính. Bản thân hai người chỉ có quan hệ bình thường, bộ phim này vốn là nữ chính nhất phiên nhưng nam chính lại giành được. Hiện tại phim gần kết thúc, công ty rất am hiểu chiết xuất fan couple, dựa theo hình thức hương mật tựa khói xương mà tinh lọc fan couple thành fan của nam chính, tiếp theo sẽ xé mạnh hơn để tiến hành tinh lọc. Gần đây trong giới lan truyền rất nhiều tin tức tình cảm tiêu cực của Nhậm Gia Luân, tạm chưa nói những tin tức này là thật hay giả nhưng nó chắc chắn gây ảnh hưởng đến anh ấy, bia miệng cũng dễ dàng bị xoay chuyển, rất nhiều chuyện cũng đành thanh ra tự thanh.
Hiện giờ, rất ít nghệ sĩ có thể đọ được với tài nguyên phim ảnh và độ hot của Vương Nhất Bác. Dạo này, cậu ấy phải tham gia rất nhiều hoạt động, một là tuyên truyền cho Hữu Phỉ, hai là đóng phim Băng Vũ Hỏa. EQ của Vương Nhất Bác khá cao, cũng vô cùng hiểu chuyện. Những chuyện trong giới giải trí không nên nói thì cậu ấy sẽ không bao giờ tiết lộ. Cũng vì thế nên Nhạc Hoa rất tích cực trong việc nâng đỡ Vương Nhất Bác.